Bạn sẽ làm gì để đón Tết Nhâm Dần Thiệt Ngầu? Em sẽ cạo đầu cho ngầu. Còn một cái nữa là em chưa bao giờ đi tán bạn gái nào cả, nhưng mà Tết này em sẽ thử. Dạ, đi làm này làm kia nè, ví dụ như là đi thăm họ, chúc Tết họ hàng, lấy thật nhiều lì xì để đóng tiền học lại, làm cổ đông cho cái tòa nhà mới của Bách Kho. Nice. Chắc chắn em sẽ đi kiếm công việc để trả nợ tiền học thôi, mệt quá rồi. Dạ, Tết này thì em và gia đình sắp xếp một chuyến đi về quê sau 2 năm vì lâu rồi chưa được gặp ông bà và cũng muốn thăm ông bà. Và em cũng có hẹn với bạn để có một chuyến đi du lịch, chuyến đi phượt để trải nghiệm, có những trải nghiệm mới. Tết năm nay mình chơi lớn, mình sẽ xin tiền lì xì từ các anh chị thầy cô trong Bách Khoa. Nghĩ đầu tiên là em sẽ sửa cái nhân cách mình lại một xíu. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi sau đó em sẽ đi kiếm crush. Tại vì cũng năm rồi em chưa biết nắm tay là cái gì. Cái cuối cùng em muốn đó là em cải thiện cái phòng ở của mình, tại vì giờ nó bừa quá. Ờ, Tết này hả? Thường thì em sẽ đi chùa cầu qua môn. Và chắc Tết năm nay thì cũng phải đáng đi chơi nhiều người. Những năm tiếp theo thì em cũng bị sang năm tư rồi, nên là em sẽ dành nhiều thời gian cho việc học á, nên là Tết này sẽ đáng chơi xả láng. Tết này á thì mình là năm tư rồi, cho nên là sắp làm luận văn để tốt nghiệp rồi á, cho nên là mình sẽ tranh thủ để mà chơi càng nhiều càng tốt. Tết này mình làm việc cho ngầu nè. Dạ, làm linh. Yeah.